Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điện Bất Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì vị trí chính xác em Điền đang đứng đây thì ngay cầu 3 ha. Nói tới cầu 3 Hòa Hội thì cô chú chị nào mà rành dưới Xuyên Mộc thì chắc chắn sẽ biết ha. Đây, cầu 3 nằm ngay đây anh chị. Nay em Điền xin được giới thiệu tới cô chú chị một bất sản nằm rất là gần lộ luôn anh chị. Nằm đằng sau trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó. Và trường nói chung là nằm trường thì nằm đây rồi ha. Đức thì nằm trong phía trong này đó. Thì trước khi em Điền đi vào review chi tiết thì em Điền sẽ giới thiệu sơ về cái cung đường này ha. Cung đường này là đường tỉnh lộ 329. Hướng trước mặt em Điền đang quay là mình đi ra ngoài, đi ra biển Hồ Tràm cũng như là đi trung tâm huyện ha, thị trấn đó. Thì từ đây di chuyển ra thị trấn thì khoảng đâu đó là 14-15 cây số, còn mà di chuyển ra biển Hồ Tràm thì khoảng 20 cây ha. Nói chung cũng không gần biển Hồ Tràm cho lắm ha. Đó. Và còn hướng ngược lại đây thì mình đi vào xã Hòa Hiệp cũng như là thông vòng ra lại xã Bình Châu anh chị ha. Đó. Và bất sản mà em Điền muốn giới thiệu đây thì cách cái lộ này khoảng vô khoảng 200-300 mét thôi ha. Đi mình đi vào đường này nha. Nói chung là cái mặt tiền đường em Điền đang quay tỉnh lộ này nè, thì nói chung là kinh doanh buôn bán đầy đủ anh chị. Đó, bên này thì có quán cơm này, rồi thuốc tây này, sửa xe này, rồi đầu kia trước trường thì những cái quán ăn trưa, rồi ăn vặt đồ này kia đó ha. Còn ngay đây thì có cây xăng nằm ngay đây ha. Đó, rồi ngay cầu 3 mình quẹo vô nha anh chị nha. Rồi bây giờ em đi sẽ từ tỉnh lộ em đi sẽ đi vào đây ha. Thì mình có cái đường bên này ha, mình đi vô đây gặp ngay trụ điện này. Đó, mình rẽ bên tay phải làm đất mình nằm trên trục đường nhựa đó luôn ha. Rồi hiện tại em Điền đã có mặt tại ngay cái vị trí bất động sản của mình rồi ha. Thì hồi nãy em Điền đi di chuyển đi vào đây nè, mình đi ra chút xíu đây mình gặp cái đường nhánh ha, đường nhánh của tỉnh lộ 329 đó. Khoảng mình đi ra khoảng chưa tới 100 mét nữa, ngay chiếc xe đang đậu đó ha, xe ô tô đang đậu ha. Đó ha. Mình rẽ tay phải nè, mình đi được biển đi được biển Bình Châu luôn chị. Mình đi hướng Bình Châu luôn đó. Thì đi khoảng đâu đó là 15 cây ha, 15 cây là mình ra tới biển Bình Châu anh chị ha. Đó. Và xã Hòa Hội này thì đang ở xã Hòa Hội này mình đang có một cái đường DT991 ha. Nói chung là đường đó là chắc là cũng sắp hoàn thiện xong rồi đó chị. Thì đường đó sẽ nối thẳng với lại đường Ngã Giao Hòa Bình ha. Đâm ra là mai mốt mà cô chú chị có di chuyển từ Sài Gòn về thì cũng di chuyển thẳng vào đây luôn, nó tiện hơn ha. Thường thường thì mình di chuyển thì mình đa số cô chú chị Sài Gòn di chuyển sẽ di chuyển ra ngoài Phước Tân Hội Bài cũng như là đường Suối Rau đó, di chuyển về Phước Tân mới chạy tới ngã tư Xuyên Mộc mới chạy vào đây được ha. Thì tương lai khoảng chắc cuối năm nay là đưa vào hoạt động rồi chị ha. Đó, thì mình đi đường 991 rất là gần, đi xuống đây đi thẳng là xuống bất động sản mình luôn anh chị ha. Sau trước mặt bất động sản mình là trường học này ha, nằm phía sau trường học nha. Đó, trường cấp 2 này, trường cấp 3 trong này ha. Và ở phía ngoài có trường mầm non này kia nữa, nói chung là trạm xá này kia đầy đủ anh chị ha. Đó, nói chung là tiện ích tiện nghi thì nằm loanh quanh gần đây phải khoảng vài trăm mét thôi anh chị ha. Đó. Và cái hướng này thì mình có thể là di chuyển vào khu dân cư và mình sẽ phải sẽ ra lại được tỉnh lộ 329 anh chị. Đây anh chị, cái bất sản mà em Điền muốn giới thiệu tới đây nè. Nói chung là em Điền báo giá luôn nha. Tổng bất sản là ngang 9 mét rưỡi ha, sâu 40. Đất mình vuông vức đã có, gia chủ mình đã có làm sẵn cái móng này để mà làm hàng rào đó anh chị. Đó. Bao quanh đất luôn ha. Nói chung là ranh móc thì rõ ràng, nó không có vấn đề tranh chấp gì, cô chú chị yên tâm nha. Bất động sản mình thì đang có hướng là hướng Tây Bắc anh chị ha. Thì giá rao bán nha, giá rao bán là gia chủ mình đang cần bán là 900 triệu ha. Lô này 900 triệu. Nói chung là bất động sản mình là đang nằm khu dân cư rồi ha, phủ hồng rồi. Và chưa có, hiện tại là chưa có sẵn thổ cư thôi, nhưng mà mình có thể mua thổ cư được nha. Mua thổ cư tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình nha. Đây, nhà dân thì nằm kế bên đây ha. Nói chung là chỗ này phủ hồng hết rồi anh chị. Đó. Từ đây ha, qua bên này. Đó. Gia chủ mình đã làm sẵn cái móng để mà làm rào rồi anh chị ha. Đó. Đây, qua tới đây là 9 mét rưỡi. Đó. Bất động sản mình thì cao ráo, tương đối là cao ráo so với đường ha. Thì dường như là cao luôn, hơn luôn anh chị ha. Đó.
Đất rất đẹp. Hiện tại trên đất thì đang là đất trống thôi anh chị. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây mất khoảng là 2 tiếng đồng hồ anh chị. Khoảng hơn 100 cây mình đi cao tốc ha. Hồi nãy anh Bình cũng có nói ra di chuyển ra trung tâm huyện cũng như thị trấn Bức Bủ thì mất đâu khoảng 15 20 phút gì đó, đi nói chung là km thì khoảng 15 cây. Trường học này. Em đề nghị là cái bất động sản này rất thích hợp cho cô chú chị nào mà muốn mua để dành ha, mà có con cái học đang còn tuổi đi học gần trường đây này thì mình có thể là mua để dành hoặc là xây nhà gì đó cho con cái nó đi lui đi tới ở trường cho nó tiền anh chị. Đó. Tính ra là cái giá trị bất động sản này cũng là rất là nhỏ, tài chính cũng nhỏ anh chị, dưới 1 tỷ à. Đó mà mình có thể sở hữu bất động sản nằm gần trường. Đó, gần tỉnh lộ, nói chung là tiện ích tiện nghi đầy đủ rồi. Đó. Rất thích hợp cho cô chú chị mình đầu tư ha. Đó. Rất là đẹp. Rồi. Em Điền xin cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi kênh của em Điền nha. Và em Điền xin được hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em. Xin chào và hẹn gặp lại.